Đây là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây. Công an thành phố Châu Đốc bắt giữ và xử lý các đối tượng chèo kéo du khách tại khu vực Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Soi nổi giải kéo co du lịch thành phố chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Công an phường Châu Phú B phát gạo cho bà con hộ cận nghèo, người hoàng lương trên địa bàn phường. Châu Đốc đẩy mạnh nâng cao nhận thức và tăng cường tuyên truyền về phát triển nguồn nhân lực du lịch. Phóng sự, thành phố Châu Đốc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, sau phần tin có bài thành phố châu đốc cương quyết lập lại trật tự đô thị lòng đường dĩa hè bài dương tới những giá trị thiết thực hiện đại bài để học sinh nghèo dưỡng bước đến trường trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Ngày 29 tháng 8 năm 2020, cơ quan cảnh sát hình sự công an thành phố Châu Đốc phối hợp đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và công an phường núi Sam phát hiện bắt giữ xử lý 8 đối tượng có hành vi chèo kéo du khách tại khu vực miếu bà chúa xứ núi Sam. Vào khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 đối tượng: Lý Ngọc Yên, sinh năm 1978, ngụ tổ 1, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, Lâm Hữu Giàu, sinh năm 1968, ngụ tổ 10, khóm 8, phường Châu Phú A, Trần Thanh Hiệp, sinh năm 1977, ngụ tổ 12, khóm 3, phường Châu Phú A, Đinh Văn Đầy, sinh năm 1966, ngụ tổ 3, khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, Lê Hoàng Lượm sinh năm 2000, ngụ Châu Thới 1, phường Châu Phú B. Nguyễn Thanh Đông, sinh năm 1995, ngụ Tổ 14, Khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam. Văn Hoàng Minh, sinh năm 1970, ngụ Khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam. Hoàng Văn Sắc, sinh năm 1970, ngụ Tổ 8, Khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, đang có hành vi chèo kéo du khách tại khu vực Miếu Bà, Chúa Sứ Núi Sam tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình hành vi chèo kéo du khách của các đối tượng gây mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông mà còn tạo ấn tượng không tốt đối với người dân và du khách khi đến thành phố châu đốc tham quan hiện cơ quan cảnh sát công an thành phố châu đốc đã xử lý các đối tượng trên theo quy định Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức giải kéo co vô địch toàn thành phố. Giải năm nay thu hút 13 đơn vị với hàng trăm vận động viên là học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Các đội tham gia tranh tài với 3 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam nữ, mỗi nội dung có 2 hạng cân thi đấu loại trực tiếp. Kết thúc giải ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích. Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Công an phường Châu Phú B tổ chức phát 300 phần quà cho các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn và những người hoàng lương trên địa bàn phường. Mỗi phần quà 10 kg gạo từ nguồn vận động của các mạnh thường quân và cán bộ chiến sĩ Công an phường hỗ trợ. Tuy những phần quà nhỏ bé nhưng thấm được tình quân dân, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái nhằm giúp đỡ, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn để các hộ có hoàn cảnh khó khăn và những người hoàng lương có thêm động lực trong lao động sản xuất dương lên trong cuộc sống. Nhằm thực hiện thắng lợi một trong ba khâu đột phá theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 là đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Trong thời gian tới, châu đốc sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân về giá trị, hiệu quả kinh tế do ngành du lịch mang lại, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân về phát triển du lịch tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tham gia các hoạt động du lịch là phát triển kinh tế, phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, tạo việc làm tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó có ý thức nâng cao chất lượng tay nghề, nghiệp vụ. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi về vai trò của ngành du lịch, các thông tin về định hướng, chính sách và hoạt động du lịch đến các cấp các ngành, đoàn thể, tổ chức và cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp trong hệ thống giáo dục phổ thông để định hướng học sinh lựa chọn nghề, lựa chọn trường, cơ sở đào tạo liên quan đến ngành du lịch phát huy vai trò của các trung tâm hướng nghiệp giới thiệu việc làm trong việc hướng các em học sinh phổ thông lựa chọn nghề ngành học trong lĩnh vực du lịch tuyên truyền khuyến khích người lao động tự tìm kiếm tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhất là ngoại ngữ khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức đào tạo và đào tạo lại để giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng và kinh nghiệm Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2020, ngày 30 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc, phối hợp siêu thị Cốp mắt Châu Đốc tổ chức phiên chợ vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Phiên chợ vì lợi ích công đoàn với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như đường, mì, gạo, sữa, quần áo, bột giặt, trái cây, chương trình nhằm phục vụ cho trên hàng ngàn lượt đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố Châu Đốc đến tham quan mua sắm. Các đoàn viên chỉ cần trình thẻ đoàn viên sẽ được giảm giá từ 30% đến 50% với những mặt hàng được bán đồng giá là 30.000 đồng và tặng các phần quà hấp dẫn cho đoàn viên đến tham quan và mua sắm. Qua đó, nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên và người lao động, tạo sự phấn khởi của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao doanh thu, người lao động nâng cao trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh câu lạc bộ bolero và câu lạc bộ khiêu vũ thành phố châu đốc vừa tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng câu lạc bộ bolero và câu lạc bộ khiêu vũ thành phố châu đốc từ khi thành lập cho đến nay đã thu hút rất đông hội viên yêu thích khiêu vũ và yêu âm nhạc đến sinh hoạt vào tối thứ sáu hàng tuần tại thư diện của thành phố câu lạc bộ đã hội tụ đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia với niềm đam mê đặc biệt dành cho dòng nhạc này tại đây các hội viên có điều kiện giao lưu trao đổi học tập lẫn nhau thông qua các bài hát điệu nhảy đây là sân chơi bổ ích đáp ứng nhu cầu thưởng thức giải trí cho những người yêu dòng nhạc xưa trữ tình trong đó nhạc bolero là chủ đạo Năm 2020, Ban Quản lý Nông thôn mới xã Vĩnh Châu đã xây dựng kế hoạch các giải pháp cụ thể duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập, chỉ tiêu tỷ lệ có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, cảnh quan xanh sạch đẹp, quốc phòng an ninh nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, xác định củng cố nâng cao tiêu chí thu nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức chung kết hội thi tìm hiểu luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 trong lực lượng dân quân thành phố năm 2020. Qua hai ngày thi soi nổi, bằng hình thức thi trắc nghiệm về luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Quân, giải nhì trao cho ban chỉ huy quân sự phường Núi Sam và giải ba trao cho ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Châu. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời đây cũng là cơ sở để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trợ lý làm công tác dân quân tự vệ ở các đơn vị. Đồng thời qua hội thi cũng nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8. Quốc khánh 2 tháng 9 và 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc 26 tháng 8 1945, 26 tháng 8 2020. Sau hơn một năm triển khai thực hiện mô hình ngày không giết, ngày không hẹn trên địa bàn phường Châu Phú B có nhiều chuyển biến tích cực. Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định, công khai, minh bạch, Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên phường thường xuyên hướng dẫn và giết hộ các loại giấy tờ cho người dân, qua đó đã giải quyết gần 2.000 hồ sơ các loại, đạt 100% kế hoạch. Mô hình ngày không giết, ngày không hẹn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và các tổ chức đến liên hệ, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Mô hình mang tính thiết thực cao, tạo sự gắn bó gần gũi giữa cán bộ và người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện. Để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam kết hợp với tình hình phát triển du lịch và khả năng nhu cầu thực tế tại địa phương đơn vị. Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bằng hình thức đào tạo tập trung và bồi dưỡng ngắn hạn, đối tượng là cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch ở thành phố, cán bộ văn hóa xã phường, cán bộ các khóm ấp, có hoạt động du lịch phát triển, người quản lý và viên chức đang làm việc tại các ban quản lý khu di tích lịch sử Gian Quá và du lịch núi Sam, ban quản trị Lan Miếu núi Sam, lãnh đạo quản lý nhân viên đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm, phục vụ khách du lịch, các hộ kinh doanh cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc có nguyện vọng theo học ngành du lịch. Thời gian qua, đồn biên phòng Vĩnh Quân đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng người dịch bệnh COVID-19 như thành lập 17 tổ công tác thường xuyên kiểm tra tuyến biên giới triển khai trạm kiểm soát biên phòng các tổ đội công tác trên biên giới kiểm tra Giám sát chặt chẽ người dân qua lại hai bên biên giới, phối hợp công an các đoàn thể xã Dĩnh Tế và phường Dĩnh Quân phát tờ rơi khẩu trang, nước rửa tay và tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 cho nhân dân, vận động người dân cam kết không sang biên giới, vượt biên trái phép. Song song đó, bộ đội biên phòng còn quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc tăng cường canh gác các đường mòn lối mở. Đơn vị đã chốt chặn khu vực biên giới, ngăn chặn không cho người dân qua lại biên giới, qua đó đã duy trì được 17 tổ công tác chốt trực 24 trên 24 tại khu vực biên giới trong các liều trại, lập các hàng rào các đường mòn qua biên giới. Ngoài ra, đồn biên phòng Dĩnh quân thường xuyên phối hợp với công an ban chỉ huy quân sự xã Dĩnh Tế và phường Dĩnh Quân lực lượng 389 của thành phố tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu. Kết quả đã bắt giữ 26 vụ buôn lậu hàng hóa, gồm thuốc lá ngoại các loại, đồ điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm trị giá trên 380 triệu đồng, phối hợp đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 25 vụ, trị giá hàng hóa khoảng 750 triệu đồng, phát hiện bắt 3 vụ xuất nhập cảnh trái phép, đơn vị tiến hành xử lý vi phạm hành chính và đưa cách ly tập trung theo quy định. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tuần qua, tổ sản xuất rau an toàn và dùng trồng rau màu công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn Châu Đốc bán ra thị trường khoảng 2,2 tấn một tuần, tăng 0,2 tấn so cùng kỳ, gồm rau củ quả các loại, trong đó bán theo hướng an toàn là 570 kg. Cũng trong tuần, nhà màng sản xuất dưa lê đã thu hoạch với diện tích 1.000m2, sản lượng 2,9 tấn, giá bán 50.000 đồng một ký. Đồng thời, thành phố Châu Đốc đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án đề tài từ nguồn ngân sách tỉnh như mô hình ương cá ba sa trong ao đất, đề tài nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả dùng bảy núi, phục vụ du lịch tỉnh An Giang do Trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị tại tỉnh An Giang do Trường Đại học Cần Thơ thực hiện và dự án nhân rộng 3 mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng tại xã Vĩnh Châu và phường Châu Phú B. Theo báo cáo của phòng kinh tế thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2020, trong tuần doanh thu thông qua chợ đạt 166.574 triệu đồng, tăng 12,81% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, doanh thu thông qua chợ đạt trên 5.661 tỷ đồng, đạt 68,92% so với kế hoạch. Đồng thời, thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1 1005 của đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về việc thực hiện đề án gian minh thương mại trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Theo đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra được hai lượt với 4 cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra được 50 lượt với 107 cơ sở, trong đó kiểm tra về an toàn thực phẩm 27 cơ sở, phát hiện 3 trường hợp vi phạm đã xử lý với số tiền 2 250 ngàn đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo thường xuyên các mặt hàng thiết yếu, gạo, thịt, cá và tiếp tục hỗ trợ liên hiệp hợp tác xã Việt Nam trong công tác đầu tư khai thác chợ phường cho Phú B và trung tâm thương mại núi Sam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sự lãnh đạo của thành quỹ, sự chỉ đạo của Quỹ ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội, sự ủng hộ của các mạnh thường quân đã đưa công tác xã hội quá giáo dục ở thành phố phát huy được hiệu quả rõ nét. Nổi bật là sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố không ngừng được phát triển, chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày được nâng cao, cơ sở trường lớp được khang trang là địa phương có số trường đạt chuẩn quốc gia cao trong tỉnh. Những kết quả quả đạt được trong công tác này đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo và các bước phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Điển hình trong năm học qua, thành phố Châu Đốc đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả trong công tác xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân trong thành phố về giáo dục đào tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp quỹ chính quyền, ban ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc và toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Thành phố đã từng bước đa dạng hóa các loại hình trường lớp. Hiện nay, quy mô loại hình trường lớp không ngừng được mở rộng, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Đến nay, thành phố có 36 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, toàn thành phố có hơn 2 24.000 học sinh và hàng ngàn cán bộ giáo viên nhân viên. Công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và làm chuyển biến tích cực chất lượng giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục các ngành học, bậc học có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng giáo dục phổ thông không ngừng được nâng cao, hiệu quả đào tạo đạt khá cao trên 99,5%. Hàng năm toàn thành phố có hàng trăm học sinh thi đổ vào các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Mặt khác, xã hội quá giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 41 của Quốc hội về phổ cập giáo dục. Hàng năm, thành phố có 100% phường xã đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở xã hội quá góp phần quan trọng trong việc xây dựng các điều kiện phát triển giáo dục đội ngũ cán bộ giáo viên trong những năm qua không ngừng được xây dựng củng cố trình độ đào tạo và chất lượng của đội ngũ nhà giáo từng bước đã được nâng cao Đội ngũ giáo viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn cũng có trình độ trên chuẩn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không ngừng được củng cố tăng cường. Thành phố Châu Đốc hiện có 32 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Sự đầu tư chăm lo chung của toàn thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo hết sức đa dạng phong phú. Hàng năm, thành phố Châu Đốc đã dành hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động tu sửa trường lớp. Hội khuyến học thành phố Châu Đốc và Ủy ban mặt trận thành phố thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực. Cô Lý Kỳ Phượng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết trong thời gian qua, hội đã tham gia cùng ngành giáo dục hỗ trợ giúp học sinh nghèo vượt qua khó khăn để đến trường như sau. Thì trong thời gian qua, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc được sự hỗ trợ của thành ủy, quỹ, quỹ ban, quỹ ban dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc, đặc biệt là các vị bình thường quân hỗ trợ cho hội khuyến học uh, tiền rồi hiện vật để mà cấp quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh. Cụ thể là đầu năm thì ngân hàng Việt Tin đã cho 45 suất rồi bên phụ nữ thêm 5 suất nữa là 50 50 suất học bổng cho các em học sinh diện nghèo cận nghèo mà học giỏi để giúp cho em có điều kiện đến trường trong năm học mới. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc đã vận động các vị mạnh thường quân hỗ trợ cho hội khuyến học cấp phát 100 chiếc xe đạp cho các em chủ yếu là trung học cơ sở với trung học phổ thông. Những em này xa nhà có điều kiện để đến trường trong năm học mới tạo điều kiện để cho các em học tốt để phấn đấu dương lên thành đạt. Ngoài ra thì cái quỹ ăn sinh xã hội của thành phố hỗ trợ cho hội khuyến học 10%. Cái quỹ mà đóng góp của cán bộ công nhân viên chức đảng viên thì hội sẽ tiếp tục cấp phát quà tiếp tục tiếp nước đến trường cho các em học sinh diện còn lại tức là khó khăn để đầu năm học các em đều được đến trường tạo điều kiện động lực cho các em học tập tốt chứ không vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà bỏ học Xã hội hóa giáo dục không chỉ là những đóng góp vật chất mà còn là những ý kiến đóng góp của người dân cho quá trình đổi mới giáo dục. Để mạnh công tác xã hội hóa giáo dục là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động, làm nên sức mạnh nội sinh ở dân tộc, góp phần hiện đại hóa giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh hoặc làm nơi đậu xe, bãi giữ xe đã trở thành thói quen của một bộ phận không nhỏ của người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Hầu như tuyến đường nào trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện nạn lấn chiếm dĩa hè, lề đường. Khi dĩa hè, lề đường bị chiếm dụng, người đi bộ phải lội xuống lòng đường để đi và phần đường dành cho các phương tiện tham gia giao thông bị thu hẹp. Từ đó dễ xảy ra tai nạn giao thông. Lý giải về sức hấp dẫn của việc chiếm dụng lòng lề đường, nhiều người cho rằng mua bán kinh doanh ở dĩa hè lòng đường rất thuận tiện cho việc mời chào và bán hàng. Hàng được trưng bày ở dĩa hè dễ bắt mắt, người đi đường có thể tấp vào lề đường dựng xe mua mà không phải mất công đi đến các chợ, gửi xe, tìm hàng để mua. Hơn nữa, việc bán buôn ở dĩa hè không phải nộp thuế cho nhà nước nên ai cũng tranh thủ chiếm dụng để kinh doanh. Vì thế, tình trạng chiếm lòng lề đường được xảy ra khá phổ biến, thậm chí một số người chiếm luôn cả một phần lòng đường để kinh doanh hoặc dùng làm nơi để xe. Tiếp theo chương trình Thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Thành phố Châu Đốc cương quyết lập lại trật tự đô thị lòng đường. Trong những năm qua, nhiều hộ dân có nhà nằm ở mặt tiền đã lấn chiếm lòng đường dễ hè, có người sử dụng mặt bằng để kinh doanh có người cho thuê để người khác khai thác sử dụng với kiểu kinh doanh tùy tiện như thế đường phố trở nên thật nhếch nhác thực trạng đó đã tồn tại rất lâu và làm mất vẻ mỹ quan đô thị hậu quả của việc lấn chiếm lòng lề đường thì ai cũng biết đã có rất nhiều vụ da quẹt xe và nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra đây cũng là một trong những nguyên nhân làm kẹt xe giao thông ủng ứ đó chưa kể những thiệt hại vô hình như làm mất trật tự đô thị làm xấu đi hình ảnh của thành phố trong lòng du khách Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lề đường xảy ra khá phổ biến, nhưng việc xử lý cũng rất khó khăn. Đối với người vi phạm ai cũng biết đó là hành vi bị cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Nhưng vì mưu sinh, người dân cứ chiếm dụng để mua bán, thấy người này làm được thì người kia cũng làm theo, và đua nhau lấn chiếm vỉa hè đường phố. Khi có lực lượng công an hoặc tổ trật tự đô thị của phường tuần tra thì người dân dọn dẹp vào trong nhà nhưng khi không có bóng dáng của các lực lượng chức năng thì hàng hóa lại được bày ra dĩa hè để bán trước thực trạng trên để xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành địa phương văn minh trật tự. Hiện nay, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự dễ hè, lề đường, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố công an các phường và đội quản lý trật tự đô thị thành phố châu đốc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát gắn giới mở các đợt cao điểm ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sử dụng vỉa hè lề đường hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán dừng đổ phương tiện trái quy định tổ chức tháo dỡ mái che biển hiệu biển quảng cáo sai quy định ảnh hưởng đến trật tự đô thị an toàn giao thông Quy cách giải tỏa lệ đường được thực hiện theo dạch sơn do công an phường kẻ từ trước. Đối với các tuyến đường có hè phố, việc sử dụng một phần hè phố hạn chế trên các tuyến đường cho nhân dân để xe hai bánh tự quản trước cửa nhà hoặc trước cơ quan tổ chức. Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét. Đối với tuyến không có hè phố được giải tỏa trắng. Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ tập trung thực hiện trên các tuyến đường lập lại trật tự lòng lề đường cầu kênh Đào, đường Tôn Đức Thắng. Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, La Thành Thân, Châu Long và sắp xếp lại các hộ mua đầu đường kênh Hòa Bình. Các hộ kinh doanh mua bán, bàn ghế, dù và vật dụng khác trong giữ phương tiện lấn chiếm lòng đường hè phố, treo cắm biển hiệu quảng cáo sai quy định, các hành vi vi phạm lĩnh vực trật tự đô thị, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như dừng đổ không đúng quy định, đi vào đường cấm sẽ bị xử phạt theo pháp luật quy định. Bên cạnh đó, thành phố Châu Đốc sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm sao để mọi người dân thấy rõ việc lấn chiếm lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị, làm xấu đi bộ mặt thành phố và đó là hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử phạt rất nặng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền giáo dục mà thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm mua bán, kinh doanh, lấn chiếm dĩa hè. Nếu vi phạm lần đầu, nhắc nhở cho làm cam kết không tái phạm. Nếu tái phạm xử phạt hành chính và rút giấy phép kinh doanh, tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Khi xử phạt nặng và xử lý nghiêm minh, khi đó đường phố không còn bị lấn chiếm, người đi bộ mới thật sự có dĩ hè để đi, còn dưới lòng đường thì các loại xe lưu thông dễ dàng, qua đó sẽ góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng kẹt xe và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, xây dựng thành phố trở thành thành phố văn minh, xanh sạch đẹp. thưa quý vị và các bạn mỗi ngày khi đọc sách báo lướt web lên mạng xã hội xem nghe chương trình thời sự giải trí trên tv radio trao đổi thông tin với người thân đối tác làm việc trong cơ quan giải quyết thủ tục hành chính tìm hiểu giá cả thị trường là chúng ta đang tiếp cận với các lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn báo chí, xuất bản, bưu chính, diễn thông, công nghệ thông tin liên quan mật thiết đời sống, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Dương tới những giá trị thiết thực hiện đại. 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, ngành thông tin và truyền thông đã được đặt nền móng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 gắn liền với sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925. Trải qua 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành thông tin và truyền thông luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành thông tin và truyền thông ngày càng phát triển có vai trò rất to lớn, ngày càng vững vàng về chính trị, mạnh về kinh tế, kết nối hạ tầng đồng bộ hiện đại, đi đầu trong công cuộc đổi mới. Đến nay, cả nước có 818 cơ quan báo in báo điện tử, 72 cơ quan báo nói, báo hình, trên 1.500 trang thông tin điện tử, 608 mạng xã hội trong nước, 59 nhà xuất bản, 1.933 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, 68 doanh nghiệp diễn thông. Báo chí là mũi nhọn sung kích, là phương tiện thông tin, tuyên truyền hiệu quả chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, quảng bá hình ảnh của địa phương, thu hút đầu tư bên cạnh đó hệ thống thông tin cơ sở được bao phủ đến sớm ấp cũng là kênh tuyên truyền hữu hiệu sát giới đời sống nhân dân đã phát huy vai trò sung kích trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 mạng lưới bưu chính viễn thông cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông internet truyền hình và các dịch vụ giá trị gia tăng rộng khắp từ thành thị đến tận dụng sâu dụng xa đáp ứng nhu cầu người sử dụng dịch vụ hệ thống bưu chính tích cực tham gia công tác an sinh xã hội giải quyết thủ tục hành chính tạo tương lợi cho người dân và doanh nghiệp Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được đầu tư và cải thiện, bảo đảm triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, ứng dụng tiện lợi trong hội nghị trực tuyến, trao đổi văn bản điện tử, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, quản lý của cơ quan nhà nước, tăng tính công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong nắm bắt thông tin, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, ngành thông tin và truyền thông đang chuẩn bị nền tảng xây dựng kiến trúc, chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh, kho cơ sở dữ liệu dùng chung, ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh. Vừa gần gũi thiết thực trong cuộc sống, vừa là một mũi nhọn về kinh tế và truyền thông, kỹ thuật và công nghệ, các lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông đã đang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc những định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành hết sức quan trọng, có giá trị đi tắt đón đầu, càng thu đậm truyền thống đáng tự hào của ngành thông tin và truyền thông trong lịch sử 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành dược vật. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới lại bắt đầu trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Đây là một thách thức đặt ra không chỉ cho ngành giáo dục mà cho cả nước khi vừa phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, việc hỗ trợ học sinh nghèo được xã hội quan tâm. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Để học sinh nghèo dẫn bước đến trường nhằm sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới nhiều tổ chức cá nhân thực hiện chương trình tiếp sức đến trường tặng học bổng xe đạp quần áo đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học giúp các em vượt qua khó khăn dựng bước đến trường chính sự quan tâm chia sẻ đó không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu con đường đến trường đã bớt gian nan hơn tương lai như rộng mở hơn với các em khi được sự quan tâm của toàn xã hội từng suất học bổng bộ đồng phục tập sách dụng cụ học tập được trao đến học sinh cùng những lời động viên các em trong học tập là phần quà quý thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội Năm học này, ngoài việc thực hiện Nghị định 86 trên năm NDCB của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Các địa phương, nhất là những địa phương có xảy ra dịch COVID-19, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên. Cụ thể, tại Đà Nẵng, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% học phí từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, trẻ mầm non, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ngoài công lập Bên cạnh sự tiếp sức của các tổ chức cá nhân, chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên đã hỗ trợ rất nhiều cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Theo đó, học sinh sinh viên được dây tối đa 2,5 triệu đồng một tháng một người để trang trải chi phí học tập. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện từ năm 2007 với mục tiêu sử dụng nguồn lực của nhà nước để hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dây vốn học tập, bảo đảm không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì kinh tế khó khăn. Mỗi năm học mới sắp bắt đầu với nỗi lo của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một năm học mới sắp bắt đầu với nỗi lo của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tin rằng với sự quan tâm hỗ trợ từ các chính sách, sự đồng hành của toàn xã hội, học sinh nghèo sẽ dẫn bước đến trường vì bên cạnh các em luôn có sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường trở thành nét đẹp, phát huy truyền thống, lá lạnh, đùm lá rách của dân tộc và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt